Xin giới thiệu với mọi người một chút. Mình là Long, hiện tại đang là giám đốc của công ty cổ phần thiết kế Pazo Design. Hiện tại thì mình rất là vui khi mà được tham gia học cùng mọi người. Ở đây thì có các anh chị lớn tuổi hơn, cũng có những người nhỏ tuổi hơn thì thôi thì mọi người cứ xưng hô sao cho cảm thấy thoải mái nhất nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại cái buổi học về thiết kế landing page. Hy vọng là mọi người sẽ có được rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu buổi học. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Sẵn sàng rồi ạ. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Để bắt đầu sẵn sàng thì MC vui lòng chia sẻ host để mình có thể chia sẻ màn hình, chia sẻ screen với mọi người ha. Vâng, thay đổi một chút nhé. Ok. Còn Cho thầy Long đi ạ. Long chờ chút nhé. Ok. Thế Long cứ xe bình thường thôi ạ. Ok. Thế Được rồi, Long cứ xe màn hình bình thường. mọi người đã bắt đầu nhìn thấy cái màn hình chưa ạ? Đã thấy rồi ạ. Rồi. Thì hiện tại là mọi người đang cũng nãy mình cũng vào theo dõi, mọi người cũng đang học về cái lớp của bên của trước dạy. Thì mọi người đã có làm quen với các phần mềm thiết kế cơ bản chưa? Ví dụ như là Photoshop, Illust và một vài phần mềm khác. Thì chúng ta sẽ nói chung ấy, để mọi người có thể làm quen hơn với các cái phần mềm thiết kế thì đầu tiên chúng ta phải học với tư duy thiết kế trước khi mà chúng ta thiết kế một cái sản phẩm nào đó, để chúng ta có thể biết được là cái sản phẩm của chúng ta làm nó có một cái bố cục đẹp, nó có một cái màu sắc đẹp và những thứ khác nữa. Thì xong rồi sau đó chúng ta mới đến bước số 2, tức là cái bước gọi là chúng ta học những cái kỹ năng sử dụng những cái phần mềm ấy. Đó, thì chúng ta sẽ đi từng bước một ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải học từ tư duy thiết kế trước. Rồi, mình sẽ viết lên đây, lát nữa mình sẽ gửi cái thông tin của cái bản bản mình dạy cho mọi người, thì như vậy mọi người sẽ tiếp thu dễ hơn. Rồi, chúng ta học về tư duy thiết kế trước. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về tư duy thiết kế về landing page. Landing page. Rồi, bản chất của landing page mọi người chú ý kỹ nha. Bản chất của landing page đó chính là việc mà kích thích mua hàng. Cái này nó lại khác với cái website một chút. Landing page ấy, nó chỉ là một cái link, một cái đường link dẫn đến một sản phẩm. Nó khác với một website. Website là một tập hợp của rất nhiều sản phẩm và những cái giá trị nó cô đọng nhiều hơn, rất là nhiều so với cái landing page. Landing page đơn giản ấy, nó chỉ là một cái slide, nó giống một dạng slide truyền thông online để mọi người có thể đưa cái sản phẩm của mình đến và giới thiệu cho người khác rất là nhanh qua một đường link để họ click vào và xem sản phẩm đó, tất cả các thông tin của một sản phẩm hoặc một dòng sản phẩm nào đó mà mọi người muốn. Rồi, mọi người nghe đến đây có hiểu chưa ạ?
Rồi, nếu mà mọi người hiểu rồi thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo ha. Thì đấy là cái mục đích sử dụng của landing page. Khi mà chúng ta sử dụng landing page thì yêu cầu là đầu tiên là chúng ta cần phải lên một cái form, gọi là những cái session, lên một cái gọi là content ấy. Để thiết kế được một cái landing page thì nó cần, thứ nhất là cần content hay và hợp lý. Thứ hai, bạn cần phải nắm rõ cái trải nghiệm của người dùng. Cái trải nghiệm của người dùng khi mà bạn giới thiệu cái sản phẩm đó cho họ ha. Ví dụ như là những cái người mà người ta bán trái cây chẳng hạn. Đấy, thì người ta sẽ quảng cáo cái gì trên cái landing page đó. Ví dụ bán trái cây ha, chúng ta sẽ mở lên, chúng ta sẽ phải đưa ra những cái thông điệp quan trọng của cái việc bán trái cây. Những người mà chúng ta giới thiệu với người ta quan tâm gì khi mà người ta nhận được cái landing page đó, thì mọi người sẽ lên một cái khung, mọi người sẽ lên một cái khung sao cho nó hợp với cái suy nghĩ của họ ấy. Mọi người có hiểu chứ? Rồi, thì chúng ta có thể gạch một vài gạch đầu dòng ra. Ví dụ như nếu mà chúng ta bán trái cây thì chúng ta sẽ thứ nhất là quan tâm đến cái vấn đề là ngon, sạch. Đấy. Thứ hai nữa là an toàn. Và thứ ba nữa là tiện lợi, dễ dàng mua sắm, vận chuyển. Đấy. Thì đấy là những cái yếu tố mà người ta thường thường hay quan tâm đến. Thì áp dụng với tất cả các cái sản phẩm của anh chị hiện tại đang bán, thì đó gọi là chúng ta phải thiết lập mục tiêu rõ ràng ha. Đầu tiên, thiết lập mục tiêu. Thiết lập mục tiêu khi tạo lập một page bán hàng. Rồi. Đây là ý đầu tiên, nhưng cái ý chính thì mình sẽ nốt ra đây. Thiết lập mục tiêu này. Gạch những cái thêm những cái từ khóa. Thêm những từ khóa quan trọng. Rồi người ta hay còn gọi là sơ đồ minmap với mọi người. Nếu mọi người có hay sử dụng cái sơ đồ này thì chúng ta nên tận dụng nó. Nó gọi là thêm những cái từ khóa quan trọng. Thêm những cái từ khóa quan trọng. Và tạo thành một bài content. Rồi, content này rất là quan trọng trong marketing và quảng bá sản phẩm nha. Nó sẽ giúp cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm của mình. Và content hợp lý thì nó sẽ dễ dàng kích thích mua hàng hơn. Mọi người cứ thử tưởng tượng khi mà bán hàng cho một người nào đó, khi mà cảm xúc của họ là 50% thì khả năng bán hàng của chúng ta chỉ là 50-50 thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đẩy cái cảm xúc của họ lên cao hơn, họ cảm thấy an toàn hơn, họ cảm thấy hình ảnh của chúng ta hấp dẫn, họ cảm thấy những cái lời mời chào của chúng ta ấy, nó chạm vào đúng cái điểm mà họ cần, thì cái tỷ lệ mua hàng của họ sẽ tăng lên ha. Thì chúng ta sẽ có hiệu quả hơn trong cái việc thiết kế landing page hoặc bất kể các sản phẩm thiết kế in ấn hoặc marketing nào khác. Rồi, thì chúng ta sẽ lên một bài content. Để mình sẽ cho mọi người xem một cái content ha. Đây. Đây là một cái bản content của một trong số những cái khách hàng của mình ha. Thì họ đã viết ví dụ nội dung từ trên xuống dưới này, mọi người chú ý. Ví dụ họ bán vòng tay ha. Họ sẽ thiết kế đầu tiên là họ sẽ cho một cái banner to lên trước. Đấy. Xong rồi họ sẽ đưa ra một cái thông điệp là vòng tay đá chống đột quỵ. Đấy. Tức là cái thông điệp đầu tiên khi mà người ta đọc được là à, cái này là đưa đến trực tiếp tính năng của sản phẩm. Thì mọi người cần lên những cái content như vậy ha. Vòng tay này kiểu vậy. Nó có xuất xứ từ một cái công ty của Hàn Quốc, và tác dụng của nó là điều hòa huyết áp. Thì mọi người cũng có thể viết các cái sản phẩm của mình dựa vào cái những cái thông điệp như vậy. Đây là những thông điệp chính. Những cái thông điệp chính của sản phẩm thì chúng ta sẽ đưa lên đầu tiên.
Chúng ta có thể đưa những thông điệp là công dụng của sản phẩm cô đọng, xuất xứ của sản phẩm cô đọng, hoặc là những cái khác giống như kiểu là giảm giá. Đấy, những cái chiến dịch giảm giá của chúng ta chẳng hạn thế. Tại vì cái banner là cái đầu tiên đập vào mắt họ khi mà thiết kế một cái landing page, thì thành ra là chúng ta cần phải trau chuốt cái vấn đề này. Đó, thì mọi người nên lưu ý. Rồi mình sẽ nốt lại đây ha. Rồi, trong bài content có gì? Có cấu trúc. Nó gọi là cấu trúc bán hàng đấy. Cấu trúc bán hàng. Rồi, đây là ví dụ tiếp. Là cái thông tin phía bên dưới, phần bên trên thì họ có thể show hình sản phẩm hoặc là hình công năng của sản phẩm hoặc tất cả những thứ khác ha. Thì cái vấn đề này là liên quan đến hình ảnh của sản phẩm, thì lát nữa Long sẽ hỗ trợ mọi người tìm cái hình ảnh sản phẩm, chụp hình sản phẩm hoặc là những cái hình ảnh có liên quan đến sản phẩm của mọi người để sao cho một cái landing page nó đẹp hơn. Đó, mọi người cứ lên như vậy này. Đấy, mọi người thấy không? Những cái mà họ đưa lên đầu tiên ấy là những cái thông điệp quan trọng nhất và cô đọng nhất, thì chúng ta sẽ đưa lên phía đầu trang. Đưa lên phía đầu trang nha. Tại vì ví dụ như một cái landing page của chúng ta có đẹp thì họ sẽ kéo từ đầu trang xuống cuối trang. Nhưng mà nếu mà một cái landing page ấy mà nó chưa được đẹp và chưa được thẩm mỹ, và thậm chí sản phẩm người ta cũng không quan tâm lắm, thì tôi đảm bảo với mọi người rằng họ sẽ chỉ kéo lướt lướt qua một hai lần và họ sẽ bách ra ngay. Tại vì cái thời gian mà họ sẽ ở lại ở một cái landing page nó sẽ được tính bằng, thậm chí tính bằng giây. Chính vì thế là chúng ta cần phải đưa những phần quan trọng nhất lên phía trên ha. Đặc biệt là có thể là những cái chiến dịch giảm giá. Ở Việt Nam thì thường thường là người ta sẽ đẩy cái giá trị của sản phẩm lên một chút, xong rồi người ta lại sale xuống, để nó giống như kiểu một cái tạo cái kích thích ảo ấy, kiểu vậy. Rồi, đây mọi người thấy không? Giá gốc này. Đấy, tiết kiệm bao nhiêu, đấy, còn lại bao nhiêu tiền cho một sản phẩm như thế này. Và người ta cảm thấy khi mua sản phẩm này người ta đã có lời rồi, thì người ta sẽ, chúng ta sẽ bước đến gọi là công đoạn chốt sale, tức là đặt hàng ngay. Thì bản chất của một cái landing page ấy là người, để người ta kích thật nhiều vào cái chữ đặt hàng ngay này, hoặc là liên hệ với chúng ta ha. Rồi thì chúng ta sẽ chú ý cái vấn đề đặt hàng ngay này là chúng ta sẽ giải từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ, một cái landing page sẽ có ít nhất là 3 cái đặt hàng ngay, hoặc là nhận tư vấn thông tin, hoặc là chuyển sản phẩm, hoặc là ship, hoặc là cho vào giỏ hàng, hoặc là cái gì đó. Tất cả những thứ có liên quan đến cái vấn đề là đặt hàng, hỗ trợ đặt hàng, thì chúng ta nên để nó khoảng 3 hoặc là 4 cái giải đều trên các season của landing page ha. Thì đây là cái season đầu tiên. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ lập một cái bảng như thế này. Thì nó sẽ rất dễ cho cái việc mà khi mà chúng ta lên một cái landing page ấy, nó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người. Rồi tiếp đến season 2 này đó. Thì mọi người thấy là người ta bắt đầu có một vài bên người ta sẽ viết content về cái vấn đề, gọi là những cái vấn đề mà gặp phải của khách hàng khi mà người ta cần sử dụng đến cái sản phẩm của mình. Gọi là cái bước này trong bán hàng ấy, người ta gọi là tạo sự liên tưởng ha, của quá khứ, hoặc là liên tưởng của tương lai. Nó giống như kiểu là hiện tại có thể họ không cần, nhưng mà tương lai có thể là họ sẽ cần đến cái sản phẩm của này, kiểu vậy. Hoặc là những cái người thân của họ có thể cần đến. Thì đấy là những cái vấn đề mình, chúng ta cần nêu ra. Thường thường những cái season 2 nó sẽ nêu ra những cái vấn đề mà người ta sẽ tạo sự liên tưởng ha. Rồi mình sẽ viết cái cấu trúc thường gặp. Cấu trúc bán hàng thường gặp. Trong season 1. 1. Thông điệp trực tiếp. 2. Tinh gọn. 3. Rồi. Số 2. Các chương trình tinh gọn hoặc event giảm giá.
Rồi số 2 là chúng ta sẽ bắt đầu đến các thông điệp tạo sự liên tưởng. Rồi. Tiếp tục. Đó. Ví dụ như vậy. Điều hòa huyết áp này. Đấy kiểu vậy. Tức là ví dụ như các cái thông điệp tạo sự liên tưởng thì chúng ta mọi người sẽ tự viết theo cái sản phẩm của mình bán ha. Một số người thì nói chung là nó sẽ nêu lên tất cả các công dụng hoặc là những cái trường hợp mà người ta cần dùng đến. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ này cảm thấy tăng sức đề kháng và cảm thấy mình bị đột quỵ chống sơ cứng nọ kia đấy. Người ta sẽ nghĩ là à mình đã từng bị như vậy chưa? Đấy. Rồi. Tiếp theo đến những cái season sau, cái season số 3 thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ đưa ra các giải pháp. Đúng ạ. Bây giờ sau khi mà đưa ra các thông điệp hoặc là các trường hợp sử dụng hoặc là các vấn đề khách hàng gặp phải. Rồi, sau khi đưa ra các vấn đề thì chúng ta sẽ đưa ra giải pháp là à, tôi giải pháp bằng sản phẩm của chúng ta. Rồi, mọi người đến đây mọi người vẫn hiểu chưa ạ? Đưa ra giải pháp bằng sản phẩm của chúng ta. Đấy, chúng ta bán đấy. Rồi. Sau khi mà đến cái bước này thì chúng ta sẽ show hình sản phẩm lên. Show nhiều hình sản phẩm lên. Tại sao lại như vậy đúng không ạ? Show nhiều hình sản phẩm và tính năng ha. Cộng tính năng. Là vì sản phẩm của tôi giải quyết được các vấn đề mà bạn gặp phải bên trên để kích thích người ta là đặt hàng hơn. Đúng không ạ? Thông điệp event giảm giá, chỗ này thì sẽ nên có nút mua ngay. Gọi là nút mua ngay. Mình đặt chung như vậy mọi người có thể sử dụng các cái tên khác ha. Rồi. Sau khi đưa ra được cái đến phần số 4, sâu hình sản phẩm của tính năng, chúng ta sẽ tiếp tục thêm một cái nút mua ngay ở đây. Tức là chúng ta sẽ không để liên tục mua ngay mà chúng ta sẽ để giải rác ra khắp một cái page từ trên xuống dưới ha. Chúng ta sẽ để mua ngay ở đây sau khi sâu một loạt các cái tính năng và hình ảnh của sản phẩm. Rồi. Tiếp theo đến phần số 5. Đấy, mọi người thấy không? Họ cũng viết tương tự như vậy này. Đấy. Công dụng này. Đó. Cách sử dụng này. Lợi ích mang lại. Đây thì nó sẽ hơi khác một chút. Mọi người có thể viết theo những cái khung sườn mà mọi người muốn và cảm thấy nó hợp lý. Chỉ đây là những cái khung sườn mình thường hay sử dụng thôi. Đấy, mọi người có thể đưa lợi ích xuống dưới cũng được, hoặc là đưa các cái vấn đề xuống dưới, hoặc là đưa cái có một số page thì người ta lại đưa những cái trải nghiệm của người dùng lên trên để người ta hướng đến cái điều đó, tùy vào sản phẩm và tùy vào những cái giá trị sản phẩm mang lại. Đó. Rồi. Tiếp theo, sau khi mà để nút mua ngay rồi. Nếu mà khách hàng chưa ấn vào nút vào lúc này thì sao ạ? Thì chúng ta phải tiếp tục đưa cho khách hàng những thông điệp khác mà nó có giá trị hơn. Ví dụ như nếu mà họ nghi ngờ về cách sử dụng chẳng hạn, thì chúng ta cho họ về cách sử dụng. Nó bảo à, sản phẩm này nhìn trông cảm giác như là nó rất là khó dùng, bây giờ không biết là mua về có dùng được không, kiểu như vậy đó. Thì chúng ta sẽ phải đưa cho họ những cái cách sử dụng hoặc là thông tin của sản phẩm. Thông tin của sản phẩm đây là một cách chi tiết hơn, giống như kiểu là số đo kiểu sao,
số đo của sản phẩm như thế nào, kích thước có to không. Ví dụ đặc biệt là những người bán đồng hồ ấy, mọi người để ý những cái người bán đồng hồ thì người ta thường là hay nhìn trên ảnh thì không thể biết được kích thước bên ngoài của cái đồng hồ nó có to hay không và nó có vừa tay hay không. Đấy là cái vấn đề. Và người ta sẽ đưa ra những cái thông số mặt, size mặt của đồng hồ ấy để trên cái landing page của người ta để khách hàng người ta có thể dễ dàng hình dung, à size này là size dành cho nữ thì chỉ có size là 2,5 cm thôi, và size cho nam thì nó sẽ từ 3,5 đến 4,5 thậm chí là 5 cm. Đó thì đấy là những cái thông tin chi tiết mà khách hàng sẽ hình dung ra rõ hơn về sản phẩm ha. Mục đích ở đây là để khách hàng hình dung rõ hơn về sản phẩm. Rồi. Phần tiếp theo. Phần này cũng khá là thông dụng. Đây. Họ có thể nhắc lại những cái lợi ích hoặc là những cái giá trị đặc biệt để mà chốt sale khách hàng dễ hơn. Ví dụ như có thể nhắc về giá trị khác biệt. Giống như kiểu là chúng ta bán hàng ấy, không bao giờ chúng ta sẽ nói hết tất cả những cái ưu điểm của sản phẩm ngay từ cái lần đầu tiên đâu, mà để nói hết như thế thì khách hàng bảo ờ tôi không mua nữa thì chúng ta không còn gì để mà nói, thì chúng ta sẽ để lại những cái giá trị đặc biệt nhất ở phía đằng sau ha, những cái giá trị mà khiến người ta phải quyết định rằng đây là cái sản phẩm và xứng đáng để người ta mua, bỏ tiền ra mua, giá trị khác biệt so với các sản phẩm khác. Giá trị khác biệt so với các sản phẩm khác cùng tầm giá hoặc cùng ngành. Ok. Đây là phần rất quan trọng, chúng ta có thể là những cái điểm nhấn ở phần này. Có những phần quan trọng hoặc có những phần không quan trọng, nhưng mà chúng ta không nên đưa tất cả những phần quan trọng lên cùng một chỗ, chúng ta sẽ giải đều nó ra để họ bắt buộc phải kéo xuống ha. Rồi, đến phần số 7 thì phần này thường thường hay như thế nào ạ? Chúng ta sẽ nhắc lại thông điệp giảm giá. Đây gọi là mô hình sóng trong phân tích tâm lý của khách hàng ha. Nhắc lại thông điệp giảm giá, bắt buộc phải có nhắc lại thông điệp giảm giá rằng sản phẩm này với những giá trị khác biệt như vậy mà chỉ có giá như vậy thì bạn phải mua nó. Đó, kiểu vậy đó. Rồi nhắc lại thông điệp giảm giá một lần nữa ha. Mục đích ở đây là để kích sale và đặt nút mua ngay ở thời điểm này. Rồi, đã có 3 nút mua ngay rồi đúng không ạ? Rồi, nhắc thông điệp giảm giá và nút mua ngay. Tiếp đến phần số 8. Phần số 8 này thì thường 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 nha. Thường sẽ là phần phản hồi hoặc hình ảnh minh họa. Những người nổi tiếng đã dùng sản phẩm này. Đây là để bước để tạo niềm tin cho khách hàng rằng chúng tôi không quảng cáo vớ vẩn mà đã có rất nhiều người khác đã từng sử dụng, giống như việc mà chúng tôi bán được rất nhiều sản phẩm đấy cho những người khác. Đấy, thì chúng tôi sẽ có những cái phản hồi của khách hàng ở đây. Thì phần này mọi người nên viết sao cho nó cảm thấy tự nhiên nhất nha. Nó sẽ không phải là, nếu mà thực thực tế được thì càng tốt, còn nếu mà không thực tế được ấy thì mọi người cũng nên cố gắng viết sao cho nó tự nhiên nhất để người ta đọc người ta không cảm thấy là mình đang chém gió. Đấy. Thì khi mà những người nổi tiếng hoặc là những cái người mà đã từng dùng sản phẩm này thì sẽ tạo lại một bước nữa để giúp cho họ có được cái niềm tin vào cái sản phẩm mà các anh chị muốn bán. Rồi. Sau phần này, phần 9, chúng ta sẽ nhắc lại hình ảnh sản phẩm.
Phần 9, nhắc lại hình ảnh sản phẩm. Rồi, chúng ta sẽ nhắc lại hình ảnh sản phẩm ha. Nhắc lại một lần nữa. Rồi, sau khi nhắc lại hình sản phẩm này hoặc là một số hình mà thật là đẹp đó, thì khả năng cao lúc này là khách hàng đã rất là muốn mua hàng của chúng ta rồi. Đó, thì họ sẽ suy nghĩ và họ sẽ chúng ta sẽ đưa đến cái bước gọi là chốt sale. Thì hiện tại là chúng ta đã giải được 3, 4 nút mua hàng rồi. 1, 2, 3, 4 nút mua hàng. Nhắc lại sản phẩm và nút mua thứ tư sẽ nằm ở đây. Nó phải kết hợp với những cái hình ảnh thật là đẹp nha mọi người. Những cái cuối page cũng phải đẹp mà cái đầu page nó cũng phải đẹp. Là hai cái khiến người ta chốt sale nhanh nhất ở chỗ này. Nhắc lại hình ảnh sản phẩm thật đẹp ở đầu trang và cuối trang. Đó. Nút mua ngay. Rồi. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái nhìn rất là cơ bản về cái phần viết content như thế nào cho một cái landing page. Rồi anh chị có những cái câu hỏi gì hoặc là có những cái thắc mắc gì ở phần này không thì có thể mở mic lên và comment. Long sẽ hỗ trợ anh chị trả lời cái này ha. Mọi người cứ mở mic lên nói thoải mái nha. Để chúng ta cùng ôn lại bài cái phần vừa rồi. Đâu rồi ạ? À, tắt mic hết rồi. Mọi người muốn hỏi thì cứ mở mic lên hỏi bình thường ha. Rồi, đã nắm rõ hết tất cả những cái ý ở đây chưa? Mọi người có thể chat hoặc là cách thức tăng giá. Rồi. Mọi người có thể comment hoặc là hỏi ha. Nếu mà không có gì thắc mắc ở cái phần này thì chứng tỏ mọi người đã hiểu hết rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta sẽ học 3 phần. Một là về content. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về các bố cục thường thấy ở trong cái thiết kế về landing page ha. Rồi phần tiếp theo ha. Đấy, phần cuối cùng của một cái bố cục này đó chính là thông tin liên hệ. Thông tin liên hệ này là về công ty sản xuất, các công ty sản xuất hoặc nói chung là info ấy, info của mọi người. Nếu mà các cái công ty mà sản xuất những cái sản phẩm này nó là một cái công ty tốt thì chúng ta sẽ có niềm tin tốt hơn với khách hàng. Có ví dụ như các cái công ty mà tồn tại được từ 3 đến 5 năm ấy, thì thường thường là người ta sẽ viết xin năm bao nhiêu ấy, 199 mấy hoặc là 2000 bao nhiêu ấy, thì người ta sẽ tạo được cái niềm tin tốt hơn. Thông tin sản xuất và info ha. Info. Rồi, chúng ta sẽ để đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước đầu tiên về tư duy thiết kế về content. Mọi người có thể tự viết cho mình một cái content như vậy và chúng ta sẽ quảng cáo nó xuyên suốt. Rồi, chuyển sang phần tiếp theo. Đó là tư duy thiết kế nhưng đây lại là bố cục.
Rồi, sau khi mà có một cái bài content hoàn chỉnh, nó gần giống như thế này này, đó, thì hoàn toàn chúng ta có thể, nếu mà chúng ta không tự làm được một cái landing page ấy, chúng ta hoàn toàn có thể thuê những cái nhà thiết kế, thuê những cái nhà thiết kế khác về thiết kế chúng ta, và nó sẽ tối ưu được cho anh chị về thời gian để duyệt sản phẩm, duyệt cái landing page, và nó sẽ tối ưu hơn được ở cái quy trình làm việc của chúng ta ở cái thời điểm sau. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về bố cục và tỷ lệ thường gặp. Mọi người có để ý, bây giờ chúng ta sẽ quay lại một cái landing page. Ví dụ như đây là một cái landing page mà mình có thiết kế cho một bên về bán các sản phẩm về sàn thương mại điện tử, sàn về về các cái phần mềm hỗ trợ về forex, chứng khoán và trading ha. Thì mọi người có thể thấy này, ví dụ như nếu mà mọi người thiết kế một cái landing page á, mọi người cần chú ý cái tỷ lệ của cái màn hình. Thường thường nó sẽ là 16 chia cho 9. Tỷ lệ màn hình thông dụng là 16 chia 9. Chú ý tỷ lệ này nha. Tỷ lệ màn hình thông dụng là 16 chia cho 9. Tức là chiều cao là 9 và chiều ngang là 16. Vậy thì chúng ta thiết kế, khi mà chúng ta thiết kế thì giữa các section với nhau ấy, chúng ta sẽ không được thiết kế quá được cái mức số, quá được cái chiều cao là số 9 đâu. Kiểu vậy. Đây này. Nó nên là nằm ở trong cái khung, nó nên là nằm ở trong cái khung ở trong màn hình này, và nhìn thấy cái phần ở bên dưới để người ta biết là còn những cái phần ở bên dưới nữa. Đấy, mọi người có thể để ý này. Đấy, khi mà kéo lên cũng vậy thôi. Phần banner nên làm ngang nhưng mà không dài quá cái màn hình này ha. Đấy gọi là cái cách mà chúng ta sẽ tư duy trong cái phần bố cục về thiết kế. Nếu mà nó dài quá thì nhiều khi người ta cũng không kéo xuống. Người ta sẽ không đọc được những cái thông điệp ở phía bên dưới này. Đấy, sở hữu những cái tính năng nổi trội bao gồm kiểu vậy á. Đây là một cái file thiết kế bình thường. Nếu các anh chị đã học qua về Photoshop rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái sản phẩm nó như thế này. Đó. Thì khi thiết kế ra như thế này thì chúng ta mới có cái nguyên liệu để chúng ta đưa lên những cái landing page hoặc là những cái page khác để chúng ta sẽ thiết kế tiếp. Thì khi thiết kế như này và sau khi lên cái sau khi họ họ lên cái file thiết kế thì nó sẽ là đây. Đấy, giống kiểu giả sử chúng ta đang lướt web à, kéo xuống thì ta sẽ thấy những cái thứ như thế này. Đó. Tất nhiên là đây là những cái thiết kế động, thiết kế tĩnh. Khi mà đưa lên cái landing page mà chúng ta thiết kế thì nó sẽ thành những cái thiết kế động ha. Chúng ta sẽ thêm được những cái hiệu ứng vào đây. Như đây chỉ là một cái ví dụ về 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 thiết kế landing page để cho anh chị hiểu được cái bố cục của nó thôi. Chúng ta sẽ có những cái tỷ lệ bố cục đẹp ở trong thiết kế. Mọi người có thể nốt lại ha. Rồi. Những tỷ lệ đẹp trong thiết kế. Rồi mình sẽ viết ra đây ha. Tỷ lệ đầu tiên là 1 phần 2. Tiếp theo là 1 phần 3. 1 phần 3 này là tỷ lệ vàng đấy. Tiếp theo nữa là 2 phần 3. Rồi, sẽ giải thích rõ hơn cho mọi người biết nó là như thế nào ha. Ví dụ như đây, nó được coi là tỷ lệ 1 phần 2. Là một bên là hình ảnh minh họa, đúng không ạ? Và một bên là thông điệp. Đây là chia chia hai ra này. Đó, thì đây là những cái tỷ lệ gọi là cân xứng với nhau. Đó, thì nó sẽ chia làm hai hai nửa như vậy. Thì nó cảm giác nó rất là khúc chiết. Bản thân của một cái sản phẩm nếu mà mọi người cảm thấy nó không đẹp ấy thì đơn giản chỉ là thứ nhất là về hình ảnh của nó quá xấu và thứ hai ấy, là nó không đúng bố cục tỷ lệ đẹp của nó.
Đấy thì mọi người chỉ cần chỉnh, nhiều khi chỉ cần chỉnh một chút thôi là nó sẽ đúng cái tỷ lệ này, như cái tỷ lệ căn bản này. Đó. Đây này, nó chia ra làm 4 phần này, 1 phần 4 này. Cái đây là 1 phần 4 ha. Sẽ có thêm 1 phần 4 nữa. Thường thiết kế web nó sẽ có những cái tỷ lệ này. Thì đòi hỏi mọi người là phải sẽ căn thước và giống 1 phần 4 nữa. Thậm chí là 1 phần 5 luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Tỷ lệ 1 phần 4. Đây, tiếp tục này, sau khi ở chúng ta không nên đặt những cái tỷ lệ giống nhau ở sát nhau nha. Nó sẽ tạo nên cảm giác buồn. Thì ví dụ như đây là 1 phần 2 chia đôi, đúng không ạ? Đến session 2 thì là chúng ta chia ra làm 4 phần. Đấy, 2 này, 4 này, 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta lại về 2. Mọi người thấy không ạ? Đây là cái video của bên họ. Và đây là những cái vấn đề của khách hàng. Mọi người sẽ áp dụng ngay cái đấy. Đầu tư cổ phiếu không hiệu quả, không lựa chọn được cổ phiếu tốt, các thứ. Đấy đấy. Thì đấy là những cái bố cục đấy. Này. Nó sẽ tách ra làm hai phần này. Đó. Tiếp đến là các sản phẩm. Đấy, người ta sẽ giới thiệu các sản phẩm. Kiểu tiếp là cái phần này, những cái hình ảnh nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ cần phải thể hiện được hết toàn bộ những cái góc chụp ảnh sản phẩm, nó phải thật là đẹp để thu hút người ta, cái ánh nhìn của người ta là à cái này nó thật sự là ngon so với cái giá tiền mà tôi phải bỏ ra. Mọi người thấy không ạ? Ưu điểm của dịch vụ này đó. Đấy, mọi người có thể đưa ra những cái thiết kế của mình ở ở trong này. Thì đây lại là về bố cục 1 phần 3 đúng không ạ? Chúng ta sẽ trở về đây. 1 này, 1 phần 2, 1 phần 4 và 1 phần 3. Đấy, sau khi 1 phần 3 xong, chúng ta lại về chia 2 là 1 phần 2 ở bên này. Đấy, các tính năng. Và lại chia 4 là quảng cáo với giá tiền đó. Thì thực tế mà nói thì khi mà các anh chị kết hợp những cái tỷ lệ đồ họa này với nhau, tỷ lệ 1 phần 2, 1 phần 3, 2 phần 3, 4, 1 phần 4 và 1 phần 5 với nhau, thì chúng ta sẽ tạo nên được những cái bố cục nó khá là ổn. Nó khá là ổn. Thì mọi người đã hiểu cái vấn đề này chưa ạ? Đấy. Nên vẽ ra một cái khung sườn cho mình, là mình sẽ à cái đoạn này mình sẽ để hình ảnh theo kiểu này, cái đoạn này mình sẽ để tỷ lệ như thế này, và cái này nó ứng với cái đoạn content như vậy. Đấy, thì mọi người để giúp cho mọi người thiết kế được một cái landing page đẹp thì nó sẽ có những cái bước như vậy ha. Đây này, đây là những cái gói mà chốt khách hàng này, mở tài khoản ngay đây này, mọi người thấy chưa? Những cái nút người ta sẽ đặt ở những cái chỗ vị trí rất là đắc địa, hay gọi là những cái chỗ mà đưa ra cái quyết định ấy, à thấy giá tiền rồi đúng không? Bây giờ thấy free cũng mở tài khoản ngay được, mà thấy 450.000 thì cũng mở tài khoản ngay được. Thì mọi người có thể để các cái gói bán hàng của mọi người ở đây kiểu như vậy. Còn bên trên này thì rõ ràng là những cái tính năng đặc biệt của nó, như lúc nãy mà Long có chia sẻ cho mọi người đó, là những cái sự đặc biệt thì thường thường nó sẽ ở bên dưới. Đấy, thì đây là những cái chi tiết về những cái tính năng đặc biệt mà mình sẽ thiết kế lên. Còn trên này thì là những cái ưu điểm và lợi ích dịch vụ. Đấy, ưu điểm lợi ích khác. Và đây là những tính năng nâng cao khác ha. Rồi, ví dụ kéo đến phần này. Có phải là đây là cái phần giới thiệu về cái công ty sản xuất, cái phần mềm đó đúng không? Đội ngũ chuyên gia này. Rồi là nói về tất cả những thứ có liên quan đến nó. 20 triệu lượt view rồi các thứ, thì mọi người có thể để những cái thông tin của mọi người ở đây. Ví dụ như ở đây là người ta sẽ không không yêu cầu là thiết kế những cái phản hồi của khách hàng khi mà đã sử dụng sản phẩm, nhưng mà người ta lại yêu cầu là thiết kế về cái đội ngũ chuyên gia chẳng hạn, thì nó chỉ là một cái phần trong content thôi, mà khi chúng ta chốt được cái content của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ thiết kế theo nó. Và phải chúng ta chú ý một cái phần gọi là phải thiết kế sao để cảm thấy người ta nhìn nó sẽ bắt mắt, sạch sẽ,
và những cái hình ảnh nó đắt một chút, nó không quá là mờ. Tại vì khi thiết kế các anh chị chụp ảnh sản phẩm bằng điện thoại ấy, thường hay không chỉnh lại thì thành ra nó sẽ rất là dễ bị mờ ha. Đấy, thì đấy là một cái ví dụ để cho mọi người thấy là về cái bố cục và tỷ lệ khi mà thiết kế một cái landing page nó rất là quan trọng. Ngoài việc kết hợp với content, kết hợp với những cái hình ảnh đẹp, kết hợp với tỷ lệ bố cục đẹp, thì mọi người đã có trong mình được một cái tư duy về thiết kế landing page rồi. Đó, thì mọi người có thể viết tất cả những cái thứ mà có liên quan đến sản phẩm của chúng ta ra để ghép lại với nhau để sẽ tạo thành một cái bố cục ha. Rồi, mình sẽ nốt vào đây những tỷ lệ đẹp trong thiết kế landing page. Tiếp sau đây là những cái yếu tố quyết định đến sự thành công của một cái landing page. Những yếu tố quyết định đến mua hàng trong landing page. Thứ nhất, hình ảnh sản phẩm. Đây là một bước rất quan trọng trong thiết kế landing page. Người ta gọi là yếu tố gần như là yếu tố này phải chiếm đến 30 đến 40% trong cái vấn đề là đưa ra quyết định mua hàng của khách hàng, đó chính là hình ảnh sản phẩm. Mọi người có thấy là tất cả những cái landing page mà mọi người cảm thấy nó chưa được đẹp ở trên thị trường ấy thì đều là do cái hình ảnh sản phẩm của người ta ấy nó rất là mờ, nó rất là không không rõ, nó bị có nó bị quá nhiều những cái thứ khác kiểu như là đè vào, hoặc là ở cái khung nền đằng sau nó không được đẹp, nó không được chuẩn chỉnh chẳng hạn đấy. Thì chúng ta cần phải trau chuốt trong vấn đề về hình ảnh sản phẩm rất nhiều để tạo được một cái landing page nó đẹp nha mọi người. Mọi người chú ý cái vấn đề này. Nên chụp khi mà chụp hình sản phẩm chúng ta nên lau cái ống kính của cái điện thoại của chúng ta đi. Đỡ, nếu mà bị bám vân tay thì chụp nó sẽ rất là mờ. Nên lau cái ống kính đi, và khi mà chụp ảnh thì chúng ta nên là dọn dẹp những cái khung cảnh, những cái bối cảnh đằng sau nó đi một chút để tạo được những cái hình ảnh sản phẩm nó đẹp ha. Thì ví dụ như chúng ta ví dụ như ảnh sản phẩm này. Đây có thể sợt. Đây mọi người thấy không? Ví dụ như những cái hình ảnh này nó rất là đẹp này, là đã có sự can thiệp của những cái photographer hoặc là có sự sắp đặt, sắp xếp rồi, thì nhìn cái sản phẩm nó sẽ rất là, những cái sản phẩm thực phẩm thì nó sẽ rất là ngon miệng, ngon mắt, và những cái sản phẩm về thời trang thì nó sẽ rất là có bố cục, nhìn nó sẽ đẹp đẽ hơn khi mà đặt ở những cái thiết kế này. Thì khi mà mọi người học Photoshop đến một cái trình độ gọi là nâng cao hơn so với cơ bản, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ có thể ghép được cái hình sản phẩm của chúng ta vào những cái khung cảnh nó giống như kiểu như thế này chẳng hạn này. Đấy, chúng ta có thể hoàn toàn ghép được một cái hình sản phẩm khác vào đây để thay cho cái hình sản phẩm mà mình đang sử dụng đấy. Kiểu vậy. Này, để mình sẽ làm thử cho mọi người xem ha. Tại vì các anh chị vừa học một khóa Photoshop rồi thì chúng ta có thể đây, ví dụ bây giờ tẩy cái sản phẩm đi ha, thay cái sản phẩm của mình vào nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Rồi, ví dụ thế đấy, ví dụ chúng ta chỉ cần làm một trong số những cái thủ thuật nó rất là đơn giản thôi, chúng ta đã
xóa được cái hình ảnh sản phẩm cũ của họ đi rồi, và chúng ta đã có một cái background rất là đẹp rồi. Chỉnh lại một chút nữa thôi. Đó. Rồi bây giờ xóa cả cái website này đi luôn. Rồi, bây giờ anh chị có thể hoàn toàn ghép được tất cả những sản phẩm khác vào đây để tạo nên một cái hình thành sản phẩm nó đẹp ha. Ví dụ chúng ta sẽ paste link vào đây. Chọn một cái hình ảnh mà chúng ta đã cắt nền sẵn rồi ấy. Chờ một chút nó load. Rồi, bây giờ mình thử lấy một cái ví dụ về một cái sản phẩm khác ha, về ví dụ như là về cái này đi, sản phẩm về đồng hồ. Đấy, thì khi mà chúng ta ghép như này thì đây rõ ràng là cái ảnh sản phẩm chúng ta nhìn nó đã đẹp hơn rất là nhiều so với cái lúc mà chúng ta chụp vào điện thoại, đúng không ạ? Thì đây là cái giá trị mà Photoshop cung cấp cho mọi người về đấy. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải thêm những cái bóng đổ cho nó nữa để cảm giác chúng nó sẽ chân thật hơn. Nhưng mà với những cái lớp cơ bản thì anh chị chỉ cần ghép được như này đã là tốt rồi. Cảm giác như nó sẽ ổn hơn rất là nhiều rồi. Đấy, đấy chỉ là một cái ví dụ để chúng ta hình dung ra cái việc mà hình ảnh sản phẩm nó phải thực sự là đẹp và trau chuốt. Xong rồi anh chị có thể thêm những cái thông tin của sản phẩm ở bên này, bên trái hoặc bên phải này, chúng ta sẽ ghép cái thông tin vào đây, chẳng hạn thế. Đấy, đồng hồ về cái nọ cái kia, rồi ghép những cái thông tin vào đó, để ở đây chẳng hạn, hoặc là thông điệp, ví dụ như là giảm giá này. Đấy, những cái này thì về sau mọi người sẽ có những cái lớp riêng. Đó. Bây giờ chúng ta đã có được một cái phần thiết kế rất là đơn giản, chỉ trong vòng có 1-2 phút thôi. Nhưng mọi người có thể mọi người có thể thấy đấy, mọi người mọi thứ có thể lấy ở trên mạng về, những cái background đẹp, những cái hình ảnh sản phẩm đẹp mọi người có thể ném vào và để cái thông điệp nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ tạo được cái được được cái điểm ấn tượng trong lòng khách hàng hơn. Đấy. Ví dụ như là hotline 09. Rất đơn giản đúng không ạ? Nó không gì khó khăn cả. Nhưng mà khi mà chúng ta làm thì khi mà các anh chị học được Photoshop thì nó sẽ là một cái lợi thế của mình khi mà bán hàng. Thứ nhất là không phải thuê thiết kế ngoài, đỡ tốn kém chi phí. Chúng ta hoàn toàn có thể tự làm được chỉ trong vòng 5 phút, 10 phút một cái hình ảnh như vậy. Nên bây giờ chúng ta đưa những cái hình ảnh này lên Shopee hoặc là Lazada, các thứ hoàn toàn có thể làm được, đúng không ạ? Rồi. Hình ảnh sản phẩm mình sẽ nốt vào đây ha, hình ảnh sản phẩm phải sạch sẽ, sáng, chú ý là cái phần ảnh sáng rất là quan trọng nha mọi người, không quá cháy sáng nhưng mà chúng ta nó phải sáng sủa, nhìn trông nó không bị tối. Đa phần là các anh chị chụp sẽ rất là chụp những cái hình ảnh sản phẩm nó rất là bị thiếu sáng, thành ra chúng ta sẽ phải chú ý cái vấn đề đấy. Hình ảnh phải sáng và đẹp, đúng không? Nếu mà nó tối thì chỉnh cho sáng lên đấy. Hình ảnh phải sạch sẽ, sáng, đẹp, bắt mắt. Có bố cục. Rồi, bố cục ở phần trên này này. Đấy, bố cục
của cái anh chị để ý nhá, cái bố cục cái sản phẩm này nó cũng có bố cục riêng của nó đấy nhá. Nó cũng là cắt đôi ra 50% hình, 50% text như này. Đấy. Chúng ta có thể chia nó ra. Và chúng ta làm có bố cục này. Bố cục thì ở bên trên rồi ha. Vân vân. Rồi. Tiếp đến. Tiếp theo là các yếu tố về yếu tố về bán hàng. Đây, yếu tố về bán hàng nó cũng rất là quan trọng đấy. Rồi. Yếu tố về bán hàng ở đây gọi là cái sự kích thích mua hàng đấy mọi người. Cái kích thích mua hàng này thì nó nằm ở cái nó nằm ở tất cả những cái giá trị trên gộp lại. Nó gọi là tất cả những cái yếu tố trên gộp lại này. Content cộng hình ảnh sản phẩm cộng bố cục rồi nghệ thuật sắp đặt. Thông điệp cộng thông điệp cộng với uy tín cộng chất lượng sản phẩm đấy. Rồi, đây là tất cả những cái yếu tố mà chung nhất để các anh chị có thể tạo thành một cái tư duy thiết kế cho mình một cái landing page đẹp ha. Thì chúng ta sẽ cùng ôn lại cái ôn lại tổng thể một chút. Mọi người sau khi mà học về cái phần tư duy thiết kế này thì có cái vấn đề gì cần cần thắc mắc hoặc là cần tư vấn thì mọi người cứ lên mic hỏi ha. Rồi mình sẽ xuất cái file này cho mọi người. Khi mà các anh chị giỏi Photoshop một chút thì chúng ta sẽ học những cái phần sâu hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ học chuyên về cái phần tư duy thiết kế là chủ yếu. Được rồi. Sẽ up lên một cái drive cho mọi người. À, thiết kế là landing page. Rồi, mình sẽ để ở trong phần khung chat nha. Khung chat này. Mọi người có thể tải về nha. Đấy.
À rồi, có một bạn đang có một câu hỏi rất là hay. Nếu landing page không đủ 9 phần như mình chia sẻ thì sẽ có hiệu quả không, hay đôi khi có thể lược bỏ bớt phần nào đó không ạ? Đấy. Rồi, thực ra ấy, 9 cái phần kia ấy, là những cái phần gọi là thường hay thấy thôi nha bạn. Những cái landing page bạn có thể sắp xếp cái bố cục của 9 phần đó theo cái mong muốn của bạn và theo ý thích của bạn. Thậm chí mà nó còn liên quan đến cái đặc điểm của sản phẩm nữa. Ví dụ như những cái sản phẩm nó không có quá là nhiều công dụng, nó chỉ hỗ trợ để đẹp thôi chẳng hạn thế, thì bạn chỉ cần show hình sản phẩm nhiều là được. Nó sâu ở những cái vị trí mà sản phẩm đó nó có giá trị là được. Còn chúng ta không nhất thiết là phải có cả đủ đủ cả 9 phần. Chúng ta có thể sử dụng linh hoạt 9 cái phần đó để tạo nên cái bố cục content nó hợp lý nhất ha. Đấy, như cái lúc nãy mình vừa cho bạn xem đấy, đâu phải là lúc nào người ta cũng bố cục như thế đâu. Đây này, người ta lúc đầu người ta đưa lên là họ đâu có để thông tin giảm giá sản phẩm đâu. Đấy, họ chỉ để là đây là một cái phần mềm tất cả ở trong một gọi là trading platform. Đấy, hỗ trợ của những chuyên gia tin dùng mở tài khoản ngay. Đó, bạn thấy chưa? Đấy là cái vấn đề là họ 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 không có một chương trình giảm giá nào cả, thì họ chỉ để là những cái thông điệp tinh gọn ở trên này, và bước xuống dưới là người ta để những cái tính năng nổi trội, chứ người ta không có để những cái vấn đề khách hàng gặp phải, đúng không ạ? Thì đấy là tùy vào cái mục đích của họ muốn quảng bá như thế nào, bạn có thể dùng rất là hiệu quả được, tùy từng phần ha. Đây, người ta để cái vấn đề của khách hàng xuống thứ ba đây này. Đấy, thì hy vọng là mọi người có còn câu hỏi nào thì cứ cứ mở mic lên trao đổi bình thường ha, không cần phải tắt mic đâu, cứ cứ hỏi bình thường. Rồi. Mọi người đã tải cái file kia về chưa? Mọi người cứ tải về ha. Tải về rồi xem. Không, lát nữa tắt Zoom đi lại lại bảo không 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 tải được. Hoặc là lát nữa có thể gắn lại link đấy lên cộng đồng để cho mọi người biết. Rồi. Nếu mà mọi người không còn ý kiến nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học về tư duy thiết kế landing page tại đây. Buổi sau thì chúng ta sẽ học về những vấn đề khác mà ban tổ chức sẽ lên lịch thực hành. Ok, tham gia nhóm. Để có Zalo PC rồi mà ta. Rồi, chờ mình xíu để mình quét cái mã. Rồi, ok. Đâu rồi ta? À đây đây đây. Rồi chúng ta sẽ paste cái này lên này. Lên đi. Rồi. Thông tin về buổi học.
Rồi, mọi người có thể kết bạn với mình trên trên nhóm để có thể tìm hiểu thêm ha. Rồi, mình sẽ tắt chia sẻ màn hình ở đây nha, nếu mọi người không có câu hỏi gì khác. Thôi, cảm ơn Imam ạ. Các anh chị học viên có câu hỏi gì cho quý thầy không ạ? Anh chị có thể hỏi ban tổ chức đang bật mic, anh chị có thể hỏi thầy ạ. Rồi. Rồi chắc mọi người hôm nay học dễ hiểu quá hay sao, không thấy có thắc mắc gì đúng không? Thầy có thể show một số sản phẩm của thầy lên để cho mọi người chiêm ngưỡng nhỉ? À, cái đấy thì có nhiều lắm, ở trên website mọi người cứ lên xem. Website pazo.vn. Mọi người cứ lên website pazo.vn mà xem cũng được. Mình cũng hay úp lên đấy. Hoặc là có thể xem trên TikTok. Thực tế nói thì landing page là một cái mảng gọi là mình cũng ít khi làm. Đa phần là mình thường thường làm về về ấy nhiều hơn. Thường làm về logo với lại nhận diện thương hiệu nhiều hơn. Thì có thể sắp tới mình sẽ đào tạo thêm cho mọi người về cái về về cái phần 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 thiết kế logo với nhận diện thương hiệu nếu mà mọi người có yêu cầu. Tất cả những cái gì có liên quan đến cái những cái hạng mục về thiết kế rồi là vẽ art design các thứ thì mình cũng có thể chia sẻ với mọi người ha. Đã làm qua hết rất animation cũng có luôn. Thì đấy có thể sẽ chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ nếu mà lục lại thì nó nhiều quá, không biết lục lại thì chắc là nó sẽ quá cái giờ ấy mất, nó sẽ quá cái giờ 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 giải đáp thắc mắc của mọi người mất. Cảm ơn thầy. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn thầy đã chia sẻ những cái kiến thức cơ bản về landing page. Thực ra thì những cái buổi học của thầy là tạo bách khoa thì trước thì cũng các buổi học cũng đều vừa kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhưng mà quả thực hôm nay thì cũng được mở mang thêm các kiến thức tư duy về thiết kế, cũng rất là bổ ích. Thì thay mặt viện cũng các đồng chí là học viên thì cũng được cảm ơn thầy Long, và chúng ta sẽ dành thật nhiều phím số 8 để cảm ơn thầy Long nhá. Anh chị hãy dành thật nhiều phím số 8 để chúng ta cảm ơn thầy Long ạ. Rồi, cũng rất cảm ơn mọi người đã ở đây và lắng nghe. mọi người ạ, sẽ rất là mong là sẽ được hẹn gặp lại thầy ở những buổi học tiếp. Thì buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ học về thiết kế web, thì mong rằng các anh chị học viên chúng ta có thể sắp xếp công việc thời gian để có thể tham gia vào buổi học tối hôm nay. Và sau phần thiết kế web là sẽ là phần chia sẻ về các tip bán hàng của thầy Dũng. Buổi học chiều hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các anh chị ạ. Cảm ơn mọi người nha. Những hai anh chị mà được trúng thưởng buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ liên hệ với cô Mai Thảo để nhận thưởng nhé. Và cả anh Quân và chị Linh nữa, chúng ta sẽ liên hệ với cô Mai Thảo để cô Mai Thảo sẽ nâng cấp giúp ạ. Xin chào các anh chị ạ.